Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người đang tìm kiếm một mẫu bàn ăn hoàng gia sang chảnh được thiết kế cầu kỳ và làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên cao cấp thì mọi người phải tham khảo cái mẫu bàn ăn mà ngày hôm nay em quay đây ạ. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người xem một mẫu bàn ăn hoàng gia vừa mới được lên kệ ở cửa hàng chi nhánh An Lạc, quận Bình Tân của đồ gỗ nội thất Sơn Đông ạ. Và cái bộ này á thì hiện tại là em sẽ có là một bàn và 6 ghế được thiết kế theo kiểu là cổ điển, nhìn rất là cầu kỳ và rất là đẹp mắt luôn. Và cái mẫu này á thì mọi người có thể kê được là 8 ghế nha, nhưng mà ở đây thì em chỉ kê có 6 ghế thôi. Đó. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái phần kích thước kê đặt ha. Và để mà có thể kê được cái bộ bàn ăn này á, thì cái không gian phòng ăn của mọi người á, thì nó cũng phải là lớn một chút xíu thì mình nhìn vào thì nó mới vừa ha. Đó. Và mẫu này về cái phần bàn chính á, thì nó sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ này. Và phía mặt trên á, thì nó sẽ là được cẩn veneer, mang tới một cái nhìn vô cùng là bắt mắt và sang trọng luôn. Và những cái nu này á, thì bao gồm ở cái phần ngoài thì sẽ là nu của gỗ bích này. Và ở những cái phần hoa văn này là những cái loại gỗ mà nhập khẩu từ châu Âu. Thì bên em dùng kỹ thuật cẩn lên và làm nên một cái nhìn rất là sáng này. Đó. Và phía dưới của cái phần mặt bàn này á, thì sẽ là một tấm gỗ gõ đỏ nguyên khối này. Nó sẽ có chiều dày là 3cm. Nó rất là dày dặn luôn. Đó. Và đi xuống ở cái phần yếm á, thì ở đây là nó sẽ được thiết kế theo kiểu dáng là ở cái phần mỗi cái góc nó sẽ được bo thêm một cái phần hoa văn nữa. Thì đây, khi mà mọi người nhìn từ ở ngoài vào á, thì mọi người sẽ thấy là cái góc nào nhìn nó cũng rất là mềm mại. Và chỗ phần yếm này nào bên em làm dày xuống như thế này á, cho nên khi mà mọi người nhìn từ ngoài vào á, thì mọi người nghĩ là cái này sẽ là hàng nguyên tấm luôn, nó rất là dày dặn chứ không nghĩ là nó có 3 phân ha. Đó, thì bởi vậy á, thì cái giá thành của cái bộ này á, hả, thì nó rất là vừa phải này, nó rất là dễ mua và dễ sử dụng ha. Đó. Và đi xuống ở cái phần chân á, thì ở đây cái mẫu này nó sẽ được thiết kế là cái phần chân là chân dạng rời và nó sẽ có hai cái trụ lớn. Thì ở đây mỗi một trụ á, thì nó đều được đục chạm rất là kỹ mỹ những cái đường nét hoa văn và tất nhiên là nó đều là gỗ gõ đỏ hết nha cả nhà. Đó, ở phía dưới đây thì nó sẽ có những cái đường nước lượn lượn như thế này đó, mọi người nhìn là giống như một cái thác nước đúng không ạ? Đó, nhìn nó rất là chắc chắn, thì bầu thì nó cứng này. Đấy. Đấy. Và cái mẫu bàn ăn này á, thì nó sẽ có kích thước là chiều dài là 2m2, chiều ngang á, là 1m nha cả nhà. Đó, đây là một cái mẫu kích thước rất là vừa phải, mình rất là dễ sử dụng ha. Và để mà kết hợp với cái mẫu bàn ăn này thì bên em sẽ sử dụng cái phần ghế là ghế Louis Lusso ạ. Cái mẫu ghế này thì nó cũng có cái dòng chất liệu là gỗ gõ đỏ kết hợp với da bò Ý. Đây là một cái loại da rất là cao cấp ở trên thị trường nha cả nhà. Và cái phần ghế này nó đặc biệt ở cái điểm á, là từ cái đỉnh đầu cho tới hết cái đỉnh chân luôn nha. Thì nó là hàng nguyên tấm hết nha mọi người. Nó được đục chạm và lấy được một cái độ cong rất là vừa phải. Và cái mẫu ghế Louis Lusso này á, thì nó còn cái phiên bản á, là gỗ 100% và cái loại mà có tay nữa nha mọi người. Đó, thì mọi người nếu mà yêu thích cái mẫu này mà mình làm gỗ 100% thì bên em vẫn có nha. Ok, và bây giờ thì em sẽ vào ngồi cho mọi người xem ha. Đó, em sẽ vào em trải nghiệm. Thì như là mọi người có thể thấy được thì với cái phần ghế Lusso này nè, cái phần bản ngồi với cái phần lưng á, thì nhìn nó rất là lớn so với em đúng không ạ? Tại vì em thì hơi nhỏ con. Đó, khi mà ngồi vào thì nó kiểu nó bị hơi nhỏ đó, nhưng mà ngồi thì rất là vừa, rất là êm á mọi người. Ở cái phần lưng tựa này nè là nó sát với cái phần lưng của mình luôn. Đó, mình ngồi vào như này nè, đó, như em thì nó sẽ hơi hỏng chân một chút xíu. Còn mình khi mà mình ngồi mình ăn mình sử dụng thì sao? Đây, đây, khi mà mình lấy đồ này đấy thì bởi vì cái này là dạng bàn dài cho nên thường á là ở cái phần chính giữa này hả thì mình sẽ rất là dễ tiện để mà lấy những cái thức ăn khi mà mình sử dụng ha. Đó, mọi người thấy có đẹp không ạ? À? Và bộ này á thì nó cũng không có lớn quá đâu nha cả nhà. Đó, nếu mà mọi người muốn tư vấn thêm thì mọi người cứ liên hệ bên em nha. Sản phẩm này thì em đang kê tại địa chỉ cửa hàng là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Và ngoài cái mẫu ghế này ra thì mọi người có thể kết hợp cái mẫu bàn này với bất kỳ những cái mẫu ghế khác bên em có ha. Tại vì mẫu này thì em kê vào cho mọi người xem, mọi người tham khảo thôi. Nếu mà mọi người không thích cái mẫu ghế này thì mình có thể lựa chọn bất kỳ cái mẫu ghế khác ha. Và nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể liên hệ vào số hotline là 0908
356-119 để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin